Xin chào các bạn, mình xin tự thiệu mình tên là Nguyễn Thị Mỹ và mình đến lớp khóa 1 Happy của Đại học EdX. Hôm nay mình xin được quay trở lại với chuỗi series sinh viên EdX học gì. Như các bạn có thể thấy là trên màn hình máy tính của mình hiện hữu là gì ạ? Màn hình Word đúng không ạ? Và tất nhiên đó chính là môn soạn thảo văn bản. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần Textbox. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách sử dụng của Textbox và làm sao để chúng ta có thể là làm nó một cách là triệt để nhất và đẹp nhất nhé. Ok. Đây là cái hình mẫu mà mình đã tự làm. Đây ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nó một cách là chúng ta sẽ sử dụng Textbox một cách triệt để nhất và làm sao để làm được như thế này. Ok. Let's get it. Đầu tiên, để mà chúng ta muốn làm được cái trang bìa đó thì chúng ta phải tạo một cái bên ngoài trước. Chúng ta sẽ vào phần design ạ. Và phần base border, chọn bất kỳ những cái hình thù gì. Đây là có những cái chọn đây. Ví dụ chọn hình này thì nó sẽ là đây ạ, nó sẽ hình như này. Đấy, các bạn có thể chọn bất cứ một hình nào đây nó mà, miễn là các bạn thấy đẹp. Đấy, mình sẽ chọn được cái hình này. Và đây là những cái thanh công cụ để cho các bạn là tự ấy vào thì các bạn lấy ra viền như này. Đấy. Nhưng mình không, mình sẽ chọn viền này ạ. Mình sẽ chọn những hình đơn giản nhất nhé. Đấy, đậm đậm này đi. Ok. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến phần Insert và có phần Textbox. Phần Textbox này có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ chèn text lên đây ạ. Chúng ta làm trong việc chúng ta chèn text cho tự do chúng ta design. Đấy, trong này thì nó có rất là nhiều cái phần text cho chúng ta chọn. Chúng ta sẽ chọn kiểu mẫu như nào để cho phù hợp nhất. Đấy. Như cái tờ mình vừa làm vừa rồi thì nó là gì ạ? Nó gần giống với cái này đúng không ạ? Đây, phần đen đen này. Đấy, các bạn có thể chọn bất kỳ hoặc là gì các bạn có thần tới draw textbox này, các bạn tự do thoải mái viết. Đấy, các bạn tự do chèn text ở đâu cũng được. Đấy, mình thì mình sẽ cho chèn cả so với là gì ạ, cả cái tờ giấy này rồi mình sẽ chèn làm cái tờ gọi là tờ quảng cáo mà, đúng không? Ok, tiếp theo đó là chúng ta sẽ vào phần insert và phần shape này và chọn một hình chữ nhật này để chúng ta bôi đen phần mà chúng ta muốn thiết kế. Đấy, các bạn có thể chọn bất cứ hình nào cũng được. Đấy, nhưng mà mình chọn đây là mình sẽ chọn hình tròn để cho giống với cái này. Đây, phần giống với cái phần này này này. Đấy, với cái phần mà mình màu mè mè đó. Chúng ta sẽ chọn phần shape này, chọn phần chữ nhật này. Đấy, mình sẽ bôi đen. Bất kỳ nhá, có thể bất kỳ cũng được. Mình sẽ vẽ một cái gì đó. Đấy, sau khi vẽ xong bạn hãy chỉnh sửa này. Ok. Đấy, ở đây mình đã ghi phần Artex rồi, mình không cần phải ghi nữa. Thì bây giờ mình sẽ chọn cỡ chữ là về phần này đến khi chúng ta có cái, nếu như bạn đã không biết ấy, thì các bạn Artex các bạn hãy ấn chuyện phải và Artex vào đây là cũng được. Ok, và phần chữ mình sẽ chọn phần tăng lên và phần chữ mình sẽ cho to lên một chút, 48 đi. Đấy, thì mình sẽ ghi là gì ạ? Đại học. Hình như chữ này mình cho nhầm chữ. Mình sẽ cho là to lên nha. Đấy. Nếu chúng ta muốn chuyển thì cho vào phần format và phần gì ạ? Text direction này chúng ta chọn cỡ chữ là ok chưa ạ? Đó. Cái tiếp theo chúng ta vào phần này chúng ta chỉnh sửa màu mè. Chỉnh sửa cả phần fill này, đang phần mom.
Đây surface line này nếu cho muốn chỉnh sửa cái phần màu ấy và phần gradient file này. Okay. Ở đây mình sẽ muốn chọn phần màu cho nó trầm một chút thì mình sẽ chọn màu này là màu xanh đậm đi. Ở đây các bạn có thể tự chỉnh màu được nhé. Đấy, mỗi cái thanh này này các bạn muốn chọn màu gì cũng được hết luôn. Xám nhé. Đấy. Đấy mình các bạn có thể kéo này. Kéo này. Đấy, nó sẽ tự chỉnh mà các bạn. Ok, mình sẽ chọn màu này. Còn đây là các bạn có thể chỉnh tất cả màu ở đây. Tiếp theo để quay trở lại phần tiếp theo đó chính là chúng ta vào phần insert và phần shape tiếp và chúng sẽ vẽ một cái hình tiếp để chúng ta tiếp tục về update tiếp nha. Ok. Ở phần chọn màu này thì nó rất đơn giản. Ở phần này chọn màu, chúng ta chỉnh sửa cái phần tham new của nó, cái phần theme của nó đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ chọn màu, có rất là nhiều màu, ví dụ mình muốn làm màu này đi, làm màu này. Đấy, các bạn nếu các bạn không muốn thì các bạn có thể chọn màu này. Đấy, và chúng ta sẽ không chọn gì hết. Đấy, ấn đây, cái bên này, ở đây mình sẽ chọn cho màu. Ok. Ở đây khi mình nhận ra một điều đó là khi chúng ta cho những cái màu này nó gần giống nhau ấy, chúng ta cho những cái màu này là cùng một màu thì là đương nhiên mặc định đưa về phần màu là không có phần chấm chấm. Đấy nhá, các bạn có thể chọn màu khác này. Đấy, thì nó sẽ có những cái hình mặt hoa sen như này. Đấy, và nếu các bạn chọn màu đúng như vậy nó sẽ về hình không. Ok, bây giờ chúng sẽ add text vào thôi. Add text, đã. Ta có thể đánh đại học edX. EdX. Đấy. Ra ra những cái tế ra. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy làm sao để được những cái hình vẽ đó. Đây, hình vẽ này. Đầu tiên thì cái phần các bạn có thể đánh text nhá. Sau các bạn có thể chèn ảnh vào. Chèn ảnh ta vào phần gì ạ? Insert và Pictures. Picture này chúng ta có thể chọn bất kỳ cái ảnh nào trong mà chúng ta. Ví dụ như mình thì mình có cái ảnh này. Mình đang biết về đại học edX đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn ảnh mà liên quan đến đại học edX. Đó là ảnh này hoặc là ảnh nhóm mình. Mình chọn ảnh này. Đấy. Đấy, các bạn hãy chỉnh to nhỏ nha. Chỉnh to nhỏ tùy các bạn. Đấy, chỉnh to nhỏ. Có thể cái vị trí mà mình đặt ảnh hơi sai. Đấy, các bạn chuột ra sẽ ảnh thu về đó. Ok. Tiếp theo là những cái chữ in như này các bạn biết rồi đúng không ạ? Và những cái ký hiệu này ấy, thì là cũng rất là dễ thôi. Đây là phần insert symbol. Đây là more symbol. Các bạn có thể chọn trang bất kỳ nào, trang tất cả trang nào. Vấn đề sẽ có những cái ký hiệu rõ ràng vào đây ạ. Một là 20 trang đúng không ạ? Tự đơn giản thôi. Còn nội dung là các bạn có thể là các bạn tự đánh máy được. Đấy, đây là tất cả những máy, đây là một bảng rất là đơn giản, chỉ có chèn ảnh và thêm những cái công cụ thôi. Đấy. Và như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành xong cái việc text box. Và đương nhiên trong phần format này nó có rất là nhiều về cỡ chữ, về cái màu. Đấy, đây ạ. Đấy. Khung. Về rất là màu, về 3D. Đấy. Vì cái này mình nói rồi đúng không? Cái phần này là phần căn giữa, phần này, phần căn thôi. Phần này là chúng ta chè
mình nghĩ là cái phần liên quan đến định dạng của cái mà mình đang chỉnh sửa. Tiếp theo đó là về cái ảnh này, đây là cái độ dài, độ ngang, độ dọc và của cái phần mình đang vẽ này. Ok, và cái này cũng vậy, hai cái này đang khá là chiều cao đang khá bằng nhau đúng không ạ? Đó thì mình sẽ không phải chỉnh sửa nữa. Còn nếu mà chúng ta muốn chỉnh sửa thì ta sẽ có thể ấn vào lên độ cao, độ dài, độ rộng để làm sao cho đẹp mắt nhất. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cái bước cơ bản nhất để chúng ta có thể làm trang bìa. Và tất nhiên các bạn có thể, đây là những cái bước cơ bản thôi, và các bạn có thể làm nhiều những cái hình khác nhau hơn, bởi vì là trong cái textbox này có rất là nhiều định dạng. Ok, và chúc các bạn có thể là hoàn thành cái bản textbox này và tự thiết kế cho mình, tự đặt cho mình cái bảng bìa đẹp nhất và những cái tờ quảng cáo chạy đẹp nhất nhé. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình đến cuối video này, và chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại, và hãy cùng mình đón chờ những cái video sau nhé. Okay, bye bye.